ครับ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 và đây là thực quản cái dây cơ còn thực quản cái bạn một cái miếng ghép cùng với tương quan có một cái cơ còn thực quản trên rất là quan trọng trong cái hiện tượng vật lý của dạ dày như vậy thì trong thường nên còn đây là dùng hương vị dùng hương vị thì nó biết hầu hết là những cái chương trình đây rất nhiều đề giải cũng là như thế và đây là dùng tâm hay dùng tán đề đây là cái quan trọng thứ hai của cái dạ dày ngoài cái chuyện cơ một chưa hoạt động với dạ dày thì có hoạt động phối hợp một cái điện tử nào đó sẽ mất tan ha điện tử của cái dạ dày điện tử thì chúng ta thấy bình thường nó chỉ có 50 ml thôi nhưng khi mà chúng ta ăn vào và cái bể chứa này nó có thể lên đến 1 kg và 1 kg này nó giảm ra ở đâu các chị trong cái phần mà giải phẫu đó các chị thấy nó sẽ giảm ra chỗ nào giảm dùng vô nguyện luôn tại vì cái dạ dày cái đáy nên người ta chưa hiểu được một cái vùng mà không có đáy và thường thường tái mà cho nên tôi như là cái thức ăn dưới dưới nhiều ở vô nguyện đúng không cái giả là giả to phần ra dưới đó không giả xong cái là qua khỏi vô rớt xuống hố chậu còn cái bạn hậu vô luôn đúng không thường là và nó giả là cái dùng ở cái dùng bị cái gì dùng thân dụng và dùng đáy dụng cho nên khi chúng ta ăn no chúng ta có cảm giác ăn rất nhiều dụng cụ hơn và chúng ta có thể cảm thấy như lạc quan phải không nhưng mà bạn phải tiếp tục có phải tiếp những cái ăn riêng và chất dịch thì hoạt động tiêu hóa có tiêu hóa còn đi in và những cái hoạt động hấp thu nữa thì khi chúng ta đã nói đến từ đầu dạ dày là một cái thứ gì chúng ta nói là lớn ha và thường lúc đó chỉ có 50 ml thôi nhưng mà khi mà chứa thức ăn có thể mở đến 1 lít và nó có hiện tượng nhào trộn thức ăn với cái dây dạ dày cái này như là luôn tròn nhờ cái trung tâm dạ dày và nhờ cái sự ho của cơ hoặc đơn vị thì có cái hôn một người tức là lời cái phần dưới cửa để hôn chuồi hoặc kiểm nói tiếp giữa cái đường hôn vị và đường đá đẹp cái xung quanh các nguyên động thì khoảng 60 đến 90 phút một lần và khi thức ăn xuống với tái đàn cái cường độ thường hợp đến khả năng hấp thu và tiêu hóa của đường hơn tức là vậy tức là nếu mà các chị thấy là một cái dạ dày nó dưới 1 lít rưỡi rồi thì nó không có thể làm một cái hố để tẩy hết tất cả những cái thức ăn từ trong cái dạ dày xuống dưới thực quản được mà nó có một cái cửa cái cọc tới chỉ mở rất là tế nhị tức là mở một lần có một cái khe nhỏ thôi để nó cho khoảng 2-3 ml xuống rồi và bạn cũng chắc cái gì qua nó đóng lại và cái cơ cũng mở đóng có liên hồi như vậy thì cái hiện tượng đóng mở đó có một cái giai đoạn rất là quan trọng khi chúng ta thấy khi mà thức ăn nó ở cái phần vô vị rồi ha thì cái cơ quan vô vị đây nó sẽ mở ra cho một chút thức ăn tùy theo cái sự hấp thu của ruột và tái đàn thì nó có thể cho bao nhiêu thức ăn qua thì nó
cho chuyện đó. Sau đó nó đóng lại. Và cái động tác đóng này nó sẽ làm cái lan dầu bị đường lại dạ dày. Đồng thời cái cử động co thắt nhào lộn của dạ dày thì cũng giúp cho thức ăn nó sẽ được thông nhỏ, được nhồi rộn với các chất tiêu hóa và được thì chúng ta sẽ được tìm kỹ hơn, nhào lộn kỹ hơn. Và nó cái động tác như vừa đầu như thế này sẽ là vừa co thắt của dạ dày, nó sẽ tạo ra cái đủ góc các đại hoàng thì cũng nhỏ hơn, người hấp thu và thấm những cái dân dây tiêu hóa tốt hơn. Dây tiêu hóa hoạt động co cơ thì nó đốt tại sự tốt ăn ha, và sự tăng của thành dạ dày và nát kim. Chúng ta thấy là hồi nãy trong cái phần giải phẫu của một cái dạ dày, chúng ta thấy cái dụng tâm vị nó tiến ra cái nhầy ha, và cái nát kim là chủ yếu ha. Thì cái nát kim đó nó sẽ có cái trò quan trọng trong sự yếu tố thúc đẩy sự tốt thức ăn. Và cái hiện tượng dạ dày căng quá thì mở ra nó không bớt đi, và cái nát kim nó cũng làm cho cái hiện tượng này và gia tăng cái hiện tượng trò quan thức ăn. Và những cái yếu tố mà ưu kế thì có tên tức là phản xạ dạ dày buồn, tức là khi mà thức ăn xuống buồn rồi thì khi bán cái cho nó một lượng lớn quá phản hồi lại nó sẽ như thế nào, tăng tinh lực co thắt của một vị, tức là khi thức ăn xuống ruột non chỉ một cái lượng nó không cắt nhận nữa, nó sẽ tăng tinh lực co thắt của một vị lại để đóng được cái ruột một vị lại ha. Và cái yếu tố mà có thể thấy là trong cái căng thành dạ dày, yếu tố kích thích tim mạch tái tràng chẳng hạn như là căng cái thành tái tràng đấy, cái thành dạ dày khi mà nó căng quá nó phải đẩy xuống dưới tái tràng, thì tái tràng nó căng quá nó phải đóng lại, nó không cho đẩy xuống nữa ha. Thì hiện tượng căng thành tái tràng cũng làm co đóng cơ hô vị lại. Và những cái yếu tố kích thích tim mạch tái tràng chẳng hạn như những cái thức ăn từ dịch dạ dày xuống dưới tái tràng thường mang đến các axit, đúng không các chị? Bên những cái axit hệ tính và cái chất axit đó hoặc là những yếu tố khác như là thức ăn như là bột mỡ, silica thì nó sẽ có yếu tố kích thích tỷ mà như mặt tái tràng này đã làm tổng cái cơ hội của vị này. Và như chúng ta thấy ở cái phần trình bày ngay từ đầu đó là mỡ nó sẽ tiết ra silica, tức là cholesterol kia và silicin này, thì những yếu tố này cũng gây tổng cơ hội của vị này. Đây là cái bảng này là rất là tóm tắt đấy, cho nên chúng ta dựa vô cái bảng này để chúng ta có thể học và chúng ta có thể nhớ rất là dễ dàng. Thì như chúng ta thấy là ở trong một cái niêm mạc dạ dày, chúng ta là lục giải phẫu của một cái thành tổng thì qua thành dạ dày chúng ta thấy có rất là nhiều tế bào phân tạo loại khác nhau. Thì mỗi một tế bào nó được rất nhiều tiết ra một cái cách khác nhau, chẳng hạn như tế bào gầy, tế bào gầy này hiện diện hết từ là của niêm mạc dạ dày để về tiết gầy. Và những thức ăn tiết như là tế bào phổ tuyến cũng được là tiết kết gầy, tế bào kiến mạc tiết các sinogen và tế bào sạc mạc tiết các tế bào tiết gầy thì yếu tố nó hiện tại. Và những thứ không về thì chúng là một tế bào dê để tiết kết tim như các chị thấy ở phần mà chúng ta phân loại ngay từ đầu. Thì chúng ta thấy đây là một cái giải phẫu lại để chúng ta nhắc lại điều chúng ta vừa nói cho các chị dễ nhớ hơn, tức là ở tế bào biểu mô là tiết ra chất nhầy, còn tế bào phổ tuyến một chất nhầy nữa, tế bào thận thì tiết ra axit và các chị yếu tố hiện tại về tế bào chính là tiết ra các sinogen. Thì như chúng ta thấy các ngang của một cái giải phẫu của một cái tuyến trên tuyến ở vùng dạ dày, chúng ta thấy mỗi một tế bào bị dày chúng là một cái khác nhau, chịu trách nhiệm khác nhau. Thì đó là một điều hòa sự bài trị của dạ dày, cái này là acetylcholine. Acetylcholine thì có thần kinh giao cảm và hệ thần kinh ruột. Và cụ thể của nó là M3. Những cách đi bên tế bào G ở các tuyến phân trị và cụ thể của nó là CCP, CDKP. Và histamine trên tế bào tế ở cổ của những bậc chúng ta xích về chúng ta và chúng ta biết thêm thì nó cụ thể của nó là H2. Và công an tôi chỉ là tế bào D thân vị và thân vị thì cụ thể của nó là SSK. Thì đây là các hoạt động mà hồi nãy chúng ta vừa nói ở thân vị nha, và ở thân vị và chúng ta thấy những cái tế bào cái này những tế bào D, tế bào D để tiết ra những cái chất vaccine nha. Cái định kích thích của những cái gì thì sẽ giao cảm cho mối giao cảm như acetylcholine, dẫn đến một thằng và những cái
tế bào của tuyến động từ tế bào chính vân vân. Thì cái này là cái cách trong bản công tác thì chúng ta dùng để chúng ta coi cái đầu này để dễ nhớ hơn. Dạ, tập lên. Về sự bài kiến bếp chú lương đen thì chúng ta thấy á, là bếp chú lương đen cái tác động của axit lauric và biến thành FC. Bếp chú này có giai đoạn quan trọng trong đi giải của bệnh nhân. Điều cần lưu ý là bếp chú chỉ hoạt động ở môi trường pH 1.8 đến 3.5 và nó sẽ bất hòa ở pH hơn 5. Ngoài ra thì có sự bài tiết của axit lauric là sự bài tiết ở trong cái dây 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 có tính nghiệm và dịch vệ của quả là chúng ta ở bản dùng đấy là lấy dịch vệ thì chúng ta thấy là đây là một cái lớp dày rất là dày đến 1 mm rồi ha, và nó được vào cho nó để bảo vệ cái niêm mạc của cái dạ dày nó để mà dạ dày có thể bảo vệ chính mình khi nó sống chung với lũ. Các chị thấy luôn luôn có axit lauric tiết ra trong cái dạ dày và acid lauric nó được tiết ra liên tục cái mang tính acid rất là dữ dội. Vì vậy cho nên cái niêm mạc nó là bị sự tác động của acid lauric rất là dễ bị tổn thương, thành thử cái tế bào niêm mạc của nó sẽ tiết ra acid lauric tiết ra acid lauric từ bên ngoài và acid lauric của dịch dạ dày, đồng thời nó tạo ra một cái lớp lớp bảo vệ rất là dày ha. Nếu trong trường hợp nào đó sự tổn thương nào đó cái phần niêm mạc nó không còn tròn vẹn nữa thì cái phần niêm mạc nó không tiết được đúng cái chuẩn 1 mm này, tức là nó sẽ mỏng hơn và cái phần đó thì dạ dày lúc đó sẽ bị viêm loét và tổn thương rất nhiều rồi. Cho nên cái tế bào niêm mạc của dạ dày nó đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ chúng ta. Khi bắt đầu bài tiết thì có các giai đoạn bài tiết thực hiện ha, và có giai đoạn tâm linh, giai đoạn dạ dày và giai đoạn ruột. Thì giai đoạn tâm linh thì nó tiết khoảng 400 ml ha. Và chúng ta thấy là trên sinh số 10 đại hạt não để kích thích tế bào ECR chế tế bào T. Thì giai đoạn dạ dày với mục đích gửi là cũng do cái phản xạ của cái hệ sinh dạ dày hoặc do tế tiết hoặc là do bé thấp cái tế bào T. Thì giai đoạn ruột thì có khoảng 100 ml ha. Và từ bài tiết thực hiện giữa các bữa ăn thì bài tiết rất là nhiều trong những trường hợp cảm xúc mạnh thì có thể là chúng ta trong khi già ăn tiết thời. Thì đây là cái bài tiết lương khác của các anh chị, đây là cái giai đoạn học bài tiết lương thực hiện và giai đoạn tâm linh, giai đoạn dạ dày, giai đoạn ruột. Ta chỉ cần hiểu mấy chủ yếu biết nhiều ở cái giai đoạn dạ dày ha. Ví dụ như thì chúng ta như là cháu nhà trưởng chúng ta thấy nó thức ăn vì đó thì nó sẽ kích thích cái này thì quý vị cũng cần phải với chú thảo để kích thích giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn tâm linh ha. Và đó thì ở đây giai đoạn dạy thì cho những cái giai đoạn tại chỗ hoặc là do những cái bản xạ ba da hoặc là do những cái kích thích tại chỗ nó sẽ là kích thích tại dạy dày và nhà sang tuần hoàn và đến là đến dạy dày và đó là giai đoạn ruột. Các chị thấy trong cái cơ chế tâm linh và cái cơ chế thần kinh nó cũng có thể hay tuần hoàn được cái hiện tượng bài tiết của dạ dày. Thì đây là cái hình ảnh này nó nằm trong hết của những cái hệ phổ của tiêu hóa với những cái giai đoạn và đây là cái giai đoạn bài tiết giai đoạn tâm linh dạ dày rồi. Thì hoạt động tiêu hóa thì thứ nhất là những cái ly giải carbohydrate tại dạ dày thì thấy cái lượng tiêu hóa carbohydrate rất là ít thôi, chỉ 30-40% tinh bột và chủ yếu là biến thành manto. Về lý giải của bệnh viên thì axit lauric tạo một đường axit thì ngon nói là axit là pectin nó mới hoạt động ăn các tinh dầu và biến thành pectin thì chỉ hoạt động trong môi trường axit từ 1.8 đến 3.5. Vì vậy cho nên 10-20% bệnh viên sẽ biến thành proteo từ ecton và tạo ra bì lên. Thì bây giờ là cái tiêu hóa mở thì đích thực là tức là chúng ta ăn mở thì chúng ta sẽ có tiêu lắm, bởi vì nó không tiêu hóa chuyến ở dài dài phải tự giải quyết của
cái tác dụng của muối mật thì được để cải thiện mỡ nó được tiêu hóa một cách dễ dàng hơn. Còn ở trong giai đoạn dạ dày nếu chúng ta ăn mỡ nhiều quá thì điều mình được hấp thu tại dạ dày nó chỉ giảm ít hơn 10% được tiêu chảy, bởi vì ta dạ dày không quan trọng lắm. Và ở đây thì vì vậy cho nên các bạn mới được mỡ có nhiều quá dạ dày hoàn toàn đó thì chỉ cho là còn bao nhiêu phần trăm đó không phải chủ yếu là của cái xe đơn cặp môn viên hát thôi, còn ở trong bộ phim thì rất là ít. Tóm lại, các tính chất dinh dưỡng của các phương pháp dạy dạy. Tuy nhiên, nếu mà các kiểu chính phủ thì hoàn bộ của các phương pháp dạy dạy cho nên đôi đây thì là nơi hấp thu vào dạy dạy. Các anh chị thấy các kiểu uống xong nó hấp thu được nhiều tiền để cho nên các chị làm cách nào uống không có uống ngay ngay mà nó được đưa xuống gần một chút xíu thôi thì nó sẽ hấp thu rất là trọn vẹn. Còn một cái thuốc là tân si lá là ác viên viên rồi thì nó cũng hấp thu gần giống như là chạy chạy thì là thử cái nơi trong cái bệnh lý tim mạch hoặc là những cái bệnh lý mà thiếu máu tim tim hay là gì đó khác thì từ uống ác viên viên bé nhất tám ác viên viên không phải bé nhất tám là ác viên viên có một cái giọt máu mỏng hay để mà chúng ta uống vào nó không có hấp thu hoàn toàn để chạy chạy mà khi chúng dùng cái hấp thu viện mà nó từ từ nó phóng sức và nó bảo vệ được cái hiện tượng. Tại sao chúng ta mặc cái máu tim chúng ta uống hát tim thì sẽ chịu được một số đau để không biết cái hiện tượng khác ngay 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 chúng ta thấy là những cái lúc chúng ta ưu kế chúng ta tự cầu như là mabidogen hoặc là hát tim thì cái giai đoạn hát tim để cho cái hiện tượng cái lúc bổ trong cái mắc bệnh và nó sẽ được hấp thu từ từ thì rất là tốt. Tự có một số trường hợp các anh chị uống thuốc có chịu uống thuốc các anh chị được ở tỉnh hay có những người mà khó uống thuốc hay là những người mà họ thích uống thuốc và cách là bẻ ra hoặc là nghiền nát ra thì coi như là nó không có đúng cái cơ chế hoặc là nó không có đúng được cái mục đích mong muốn của cái thuốc mà chúng ta sử dụng. Cái này thì những cái thuốc như lương tâm kim chúng ta em mà phải đi Amiron em nghe rồi hoặc là gì đó thì lấy được một cái công nghệ magic nó tạo một cái vỏ để chúng ta không hấp thu dạ dày mà không tan vào vòng vòng để nó tự từ từ không như là mỗi lần cái mộ cái công nghệ của cái hấp thu nó có thể là cái ra trong cái mộ với khu vực tám tiếng đồng hồ có một cái thuốc chứ cái công nghệ đó nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng là điểm đồng độ để cho nó rất là đầu. Vì vậy cho nên đó trong cái một dạ dày thì chúng ta chỉ hấp thu có một phần ít như vậy thôi và mục đích của chúng ta là làm sao đó để phần trình bày của nó là các chị có gì khác các cô mà có gì muốn hỏi trong cái đề tài thì không phải ai ai cũng có gì ở đây ai là những người cắt cắt ở đây ai là những người cắt cái gì đó.